Hello tất cả mọi người. Hôm nay em không có like được. Tại vì còn một số vấn đề. Em chỉ quay đăng lên Facebook của mình thôi nha. Hôm nay em chăm cái đống cỏ nè. Đây rất là đều. Để chuẩn bị cho sắp họ mở họ lại. Để anh em chơi thoải mái nha. Lên đường anh em ơi. Nhật Trinh mới thả cá. Nhật Trinh mới thả cá. Lên đường. Go. Đây đồ nghề của mình hôm nay. Em có cái thùng có chút xíu. Hai cây cần, cái gác cần, cái dù, cái giỏ và một chục bịch cám. Ok anh em, lên đường nha. Và đây anh em, thì cuối cùng mình đã vô tới hồ rồi nha. Và bây giờ hồ đang có ông đang câu trước luôn. Ông này tranh thủ quá. Thì chứ mình tranh thủ, ông này tranh thủ còn hơn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chắc là lẽ ít người. Tại vì mới khui lại anh em. Với lại còn đang bơm nước nè. Hồ còn đang bơm nước nha anh em. Đó. Thì cái này bơm nước đầy chắc sẵn kiều quá, con mới yên. Sáng ngày chưa yên đâu. Ông thầy là tên thủ đó, anh em ơi. Đó, bây giờ giờ. Vô sớm ghê không? Mình vô sớm mà không vô sớm hơn mình nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tên thủ, mình sẽ chiến đấu tại cái hồ này nha mọi người. Hồ anh Nhật Trinh nha. Ok mọi người. Đây anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cám có 7 nha nè. Đây, thì cái này mình chỉ cần tụng nước chỗ câu mình câu thôi. Còn anh em nào mà câu hồ, câu dịch vụ rồi đó thì tùy hồ, hồ nó ăn đồ chơi hay gì đó thì anh em cứ thêm đồ chơi vô thì có thể là nó sẽ nhạy hơn. Câu thì phải xả mồi nha nè. Ở đây người ta không có cấm gì hết đó, cho nên là hốt thả thôi. Rồi chơi nha anh em. Thì hồi này Trinh thì nghỉ cũng lâu rồi, nay mới cho câu lại thôi. Mà có lẽ là chắc cho câu lại mà anh em chưa hai á, là giờ cũng ít có ông bên kia câu với mình đó, là có hai người à. Ông bên kia vô đầu sáng, ông bảo quá, tà bảo rồi anh em. Mình mới vừa hai mình chạy qua nè. Chạy qua mình câu sau không biết sao chứ ông đó ông câu trước là ông sớm giờ là mình thấy ông giật nhiều rồi. Thì để coi mình có hên luôn nha. Thì với cái hồ của anh Trinh á, cá nó nhiều lắm mà có hai người câu rồi cho nên là mình nghĩ là khả năng mớm nó cũng rất là thấp. Bởi vì như hồ mấy hồ kia thì khả năng mớm nó cao chứ hồ này mình nghĩ chắc không mớm nổi đâu. Đây là bị bảo vô rồi sao. Được con đầu tiên anh em ơi. Và cái tấm cỏ nha anh em. Có hàng, có hàng anh em ơi. Dạy quá, dạy quá, đừng dạy đó. Ok nè, con đầu tiên. Cái cá này còn mới chưa biết chạy. Chơi. Chơi chạy. Cái này chưa biết chạy ơi. Trời ơi, thấy con cá luôn.
hai góc trời là nó nhiều. Hai góc trời quá, thở quá trời đó luôn. Cá tê nữa anh em ơi, rồi ông Trinh không cho ông thả cá tê luôn rồi chết rồi. Cỡ hai. Trời ơi, không vào anh em ơi. Dê hẹ cậu, anh Trinh chưa thả bông lao lên luôn. Đây con này ký rưỡi nha anh em. Vô nữa nè, cũng là có hai người dễ câu nha em ơi, xuống là nó báo liền, còn mà 4-5 người thì khó câu quá. Cá bự anh em ơi, wow tấm cỏ bự. Cá bự anh em, bữa nay chắc qua đò. Đây, bự hơn con nãy nha anh em. Ok. Lông rồi anh em ơi, cũng lông rồi. Ai trời ơi. Ôi trời chết rồi. Ai. Ôi. Đục nghe anh em ơi.
Ok anh em ha. Thấy anh em ơi, cá bự mày thấy, con này bự quá trời luôn. Ok. Ăn bự ha. Trống là bí luôn anh Trân. Trống là bí luôn hả? Hả? Chơi rồi nó mới rồi. Nó còn nghỉ nghỉ động như vậy. Ấm nó bị xì ra hay sao? Xì tặng veo luôn mà. Nhà cá không? Không, cá đâu nè. Khổ quá. Làm hoài nó hết mọi được nha. Chỉ có bụi mỏng anh dễ tị. Mùa đáy là không dưới được khó tị. Nó khỏe mà đường đường ngồi lạnh. Cái đường nó mỏng quá, nó tầm cái bồn cá. Chỉ với hộp con hộp vài. Nó giờ mình ra nó mình đắp chút nữa.
Rồi, bây giờ cũng đã gần hết sức rồi nha anh em. Mồi nè, mồi thì cũng hết mồi luôn. Ok anh em ha, bây giờ mình nghỉ sớm nha anh em, qua phà nghỉ sớm nha. Bây giờ mình sẽ kéo thành quả cho anh em coi. Cho là bữa nay là qua phà chắc rồi. Ok. Rồi, kéo thành quả lên nha anh em. Cá hiện tại của mình ở đây là được 5 con nha anh em. 6 con chứ. 6 con, trong đó có 4 con cá tắm, 4 con cá tắm với 2 con cá trê. Ok anh em ha. Thì cá tắm này một con thì theo mình là khoảng 1 kg rưỡi tới 2 kg á. Một suất thì có 100 mấy à. Cá còn lại 20.000 kg. Thì theo anh em mà có vào không? Rồi, chào hẹn gặp lại anh em trong clip khác nha. Clip mình tới đây thôi. Bye bye. Cá hôm nay của mình, anh em nào cần ủng hộ gì mình ha. Cá Quỳnh Pha chiên cá có dãy 20.000 bịch. Ok anh em.